Vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn, tiến đến đợt phép của gia đình nhà gái và người cha vợ yêu quý đang dắt tay con rể yêu trở lên với căn phòng của ngôi nhà Phúc để đón cô dâu Nguyễn Nhung. Và chỉ một lát nữa thôi, sau khi thực hiện nghi lễ gia tiên đối với gia đình nhà gái, cô dâu và chú rể sẽ trở về ngôi trường để tiếp tục phần thủ tục tiếp theo trong buổi lễ hôn nhân hôm nay. Trong khi chờ đợi, xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục mời trầu mời nước và đến với chương trình Biết Bao Văn Nghệ chúc mừng thúc trăm năm của Mạnh Thắng và Nguyễn Nhung với tiếng hát của ca sĩ Lâm Thúy Hiền. Xin mời ca sĩ Lâm Thúy Hiền trở về với chương trình của chúng tôi. Và kính thưa quý vị, đây nguyên nhân trai tải gái sắc bên bạn trẻ Mạnh Thắng và Nguyễn Nhung của chúng ta. Hôm nay thì họ đã chính thức là vợ là chồng, và giờ phút này họ đang hiện diện trước sự chứng kiến của tất cả quý vị. Một tràng pháo tay lớn thật đông nhiệt của quý vị để chúc mừng. Vâng, kính thưa các bố các mẹ, thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chỉ còn ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ tiến bước cô dâu và chú rể lên xe hoa về với gia đình nhà trai. Và trong buổi lễ phục quy trang trọng này, về phía gia đình nhà trai, ngoài một phần sinh lễ vô cùng trang trọng đã được kính dâng lên gia đình nhà gái, đó là lễ vật xin dâu. Bên cạnh đó, gia đình nhà trai còn chuẩn bị trong quả hộp một phần quà vô cùng đặc biệt và hết sức có ý nghĩa, đó là rất nhiều những đồng tiền, từ to đến nhỏ, từ lớn đến bé. Đây là phần quà để góp vốn gây dựng vốn làm ăn, gây dựng hạnh phúc ban đầu cho cô dâu và chú rể trên bước đường tương lai và hạnh phúc. Còn đối với gia đình nhà gái, hôm nay khi vừa chuẩn bị tiến bước con gái yêu lên xe hoa về nhà chồng, gia đình nhà gái cũng có chuẩn bị một chút quà để mong rằng được chung lưng góp sức với gia đình nhà trai để gây dựng vốn làm ăn, gây dựng hạnh phúc ban đầu cho các con yêu trên bước đường tương lai. Và bây giờ xin được mời hai gia đình thông gia sẽ cùng đứng dậy để trao vào quả hộp phần quà góp vốn của hai gia đình. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
quà của gia đình người trai đang đựng trong vỏ hộp. Và tiếp theo là một chiếc phong bao. Đây là những phần quà của gia đình nhà gái xin được góp chung vào với gia đình nhà trai. Và quan trọng ở đây của quý vị và các bạn để chúc mừng. Xin cảm ơn hai gia đình và xin được chúc mừng hai em. Kính thưa quý vị, các bạn kính mến, đối với tình cảm yêu thương và tấm lòng của người cha người mẹ suốt bao nhiêu năm trời vất vả nuôi con không lớn thành người, lo cho con học hành thành đạt, công thành danh toại, và điều mong muốn lớn nhất của cha mẹ mong sao con gái yêu sớm tìm được chồng hiền, tìm về cho gia đình được một chàng rể thảo. Và điều đó hôm nay đã trở thành sự thật. Và trong giờ phút tiến bước con gái yêu bước chân lên xe hoa về nhà chồng, với tình cảm yêu thương và tấm lòng của người cha người mẹ không biết nói gì hơn, một chút quà để trao tặng cho các con làm kỷ niệm cho các con trong ngày cưới hôm nay, đó là tất cả những tình cảm yêu thương chân thành mà cha mẹ dành dụng suốt cả cuộc đời này dành tới hai con. Và những tình cảm yêu thương tấm lòng của cha mẹ trong giờ phút này xin được trao gửi tới hai con, để chúc cho các con sẽ may mắn hạnh phúc bên nhau, luôn luôn sẽ là những người con ngoan hiền hiếu thảo của cha của mẹ. Vâng, kính thưa quý vị, những tình cảm yêu thương và tấm lòng của người cha người mẹ, người ta nói rằng đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời đồng lộng không phủ kín công cha. Xin được cảm ơn những tình cảm yêu thương và tấm lòng của cha của mẹ đã dành tới hai con. Và từ giờ các con sẽ luôn luôn khắc ghi giây phút này, khắc ghi những tình cảm yêu thương của cha của mẹ, để các con sẽ sống bên nhau cho đến trọn đời trọn kiếp, giang long đổ bạc. Xin cảm ơn những tình cảm yêu thương và tấm lòng của cha của mẹ. Và kính thưa quý vị, còn rất nhiều những phần quà đặc biệt với nghĩa nữa của gia đình nhà gái và sẽ được trao tới cô dâu và chú rể tại lễ thành hôn ở gia đình nhà trai. Còn bây giờ, trước giờ tiến bước cô dâu và chú rể đến xe hoa, xin mời toàn thể đại gia đình nhà gái, ông bà cô bác, anh em nội ngoại của gia đình nhà gái, chúng ta cùng đứng dậy bên cạnh cô dâu và chú rể để chụp những bức ảnh lưu niệm thật đẹp trước giờ chúng ta tiến bước cô dâu và chú rể đến xe hoa. We'll be right back.
công của chương trình hôm nay của chúng ta, Mạnh Thắng và Nguyễn Nhung đã hiện diện ra khán phòng bên ngoài. Chào mừng và ra mắt tất cả quý vị. Xin quý vị một tràng tay thật lớn để chúc phúc cho đôi bạn của chúng ta, Mạnh Thắng, Nguyễn Nhung. Thưa quý vị, một mùa xuân mới đã về với tất cả chúng ta, xuân Mậu Tuất 2018. Mùa xuân về để cây lá đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân cũng là mùa của tình yêu, mùa của những cặp uyên ương tìm đến với nhau xây dựng tổ ấm. Trải qua rất nhiều tháng đợi năm chờ, tình yêu ngọt ngào đã đến với đôi bạn Mạnh Thắng, Nguyễn Nhung. Để rồi tình yêu đã đâm hoa kết trái, một cái kết có hậu mà một đám cưới lung linh đang được diễn ra trước mắt tất cả quý vị khách quý, bạn bè, cô bác gần xa. Cũng từ ngày hôm nay, hai con tim hòa nhịp hát vang bài ca tình yêu hạnh phúc. Nguyễn Nhung, Mạnh Thắng bắt đầu từ ngày nay đã chính thức lên nghĩa vợ chồng sánh duyên cùng nhau. Thay lời cho hai bên gia đình cùng cô dấu chú rể long trọng tuyên bố lễ tân hôn của đôi bạn Mạnh Thắng, Nguyễn Nhung chính thức được bắt đầu. Chúng ta cùng dành một tràng tay thật lớn để chúc phúc cho đôi bạn trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, và lời đầu tiên, Khánh Minh xin được thay lời cho hai bên gia đình cùng đôi bạn trẻ xin được cảm ơn tấm chân tình, sự nhiệt tình của tất cả quý vị đã dành thời gian vang ngọc của mình, bỏ qua tất cả những khó khăn về địa lý cũng như là thời gian để đến đem đến cho đôi bạn những niềm vui cảm xúc, để thực sự ngày hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất để đôi bạn cùng thăng hoa. Thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ Khánh Minh mời quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu chính của chiều nay để ngắm nhìn cặp đôi đẹp nhất, đôi trai tài gái sắc của chiều nay, Mạnh Thắng và Nguyễn Nhung đang tay trong tay hạnh phúc ngất ngây trong ngày trọng đại. Khánh Minh xin mời hai bạn cùng đứng lên để tất cả hôn hôn trong hôn trường dành cho hai bạn. Đó chính là một món quà bằng một tràng tay thật dài, dài nữa của quý vị. Chúc phúc cho đôi bạn của chúng ta. Thưa quý vị, hôm nay có thể có những điều do một khuôn khổ riêng, cũng như một lý do riêng của gia đình, nhưng đám cưới vẫn đông đầy tình yêu, đông đầy nỗi nhớ và đông đầy cảm xúc cho đôi bạn Mạnh Thắng và Nguyễn Nhung. Bởi sự hiện diện của tất cả quý vị bên dưới, đó là những đống lửa đỏ, là những ngọn lửa để thắp lên trái tim các bạn một sự ấm áp, để hôm nay các bạn sẽ tròn đầy trong tình yêu hạnh phúc của ngày cưới. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giây phút lung linh của hai bạn trong ngày cưới, chiếc nhẫn cưới, kỷ vật trọng đại nhất trong cuộc đời, sẽ được người chồng cùng trao cho người vợ, và ngược lại, cô dâu xinh đẹp bé bỏng của Mạnh Thắng sẽ trao chọn cả cuộc đời của mình với chàng trai, với chú rể và với người chồng Mạnh Thắng. Và bây giờ các bạn hãy cho chúng tôi được chiêm ngưỡng giây phút hạnh phúc của các bạn với kỷ vật trọng đại chiếc nhẫn cưới. Khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, vì em yêu hoa, xin em hãy cứ tin nắm tay nhau thật chặt. Khi bạn trọng đại nhất trong cuộc đời, hai bạn cùng sẽ chia sẻ trao cho nhau để đánh dấu một mốc son trong cuộc sống lứa đôi, cuộc sống vợ chồng. Chúc hạnh phúc đến với hai bạn mãi mãi là đặc điểm yêu thương để các bạn đồng hành với nhau đi suốt cuộc đời. Và ngay bây giờ xin mời hai bạn chúng ta hãy cùng cắt bánh cưới, một trong hình ảnh rất đẹp và đang được ghi hình trực tiếp tại hội trường của chúng ta qua những phóng viên, nhiếp ảnh viên của chúng ta ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của hai bạn cực kỳ thăng hoa trong ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời hai bạn của chúng ta, Mạnh Thắng, Nguyễn Nhung, tiếp tục chia sẻ với tất cả quý vị hình ảnh ngọt ngào của đôi bạn tay trong tay sẽ khai sinh cho ngày mới, ngày ta có đôi. Xin được chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn Mạnh Thắng và Nguyễn Nhung. Chúc cho các bạn mãi mãi tình yêu ngập tràn hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Xin quý vị chúc mừng một tràng tay thật lớn cho đôi bạn của chúng ta. Chưa hết, bên cạnh Nguyễn Nhung sẽ là một biểu tượng nữa, đó là thắp diệu của tình yêu. Hai bạn sẽ cùng và chú rể người hùng của chương trình hôm nay, Mạnh Thắng sẽ tự tay bật sâm anh để cùng với người vợ thương yêu rót thật nhiều những tình yêu, thật nhiều nỗi nhớ để dòng chảy của thời gian, dòng chảy tình yêu bất tận mãi không ngừng nghỉ trong trái tim các bạn. Màu hồng, màu của hạnh phúc, màu của những ly rượu vang này sẽ mãi mãi kết nối và chia sẻ với các bạn. Chúng tôi đang chờ khoảnh khắc ấn tượng của chàng rể, chú rể của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, thật tuyệt vời và quá ngọt ngào. Hai bạn sẽ cùng chung tay để cùng rót thật nhiều những tình yêu của đời mình. Chúc cho hạnh phúc của Mạnh Thắng và Nguyễn Nhung mãi mãi ngàn năm hạnh phúc. Vâng, rất ngọt ngào và chúng ta đã được chia sẻ những ảnh rất ấm áp của đôi bạn đang được gửi tới quý vị. Và chưa hết, chúng ta vẫn tiếp tục để dành cho hai bạn những giây phút để các bạn thăng hoa và tỏa sáng trong ngày hôm nay, ngày phúc trọng đại.
chủ nhân của ngày cưới Bạch Thắng và Nguyễn Nhung đang cùng gửi tới tất cả quý vị những ảnh vô cùng ấm áp và rất ấn tượng trong ngày hôm nay. Các bạn đang cùng mở sắc manh và rót thật nhiều những ly rượu của màu hồng, biểu tượng của hạnh phúc. Tất cả chúng tôi đang ngắm nhìn các bạn và đang dành tất cả những ánh mắt yêu thương để cổ vũ cho các bạn hạnh phúc trong ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục cùng ngắm nhìn Nguyễn Nhung và Bạch Thắng đang cùng chia sẻ với quý vị những hình ảnh ấn tượng trong ngày cưới hôm nay. Chia sẻ với chúng ta những giây phút ấn tượng và những hình ảnh vô cùng ấm áp. Và bây giờ ly rượu hạnh phúc, hai bạn sẽ cùng nâng tay nhau để cùng vòng tay nhau, các bạn cùng cạn chung rượu này, ly rượu hợp cần để từ đây hai bạn luôn có nhau trong đời, hát mãi bài ca hạnh phúc. Quý vị ơi, hãy cùng ngắm nhìn Bạch Thắng và Nguyễn Nhung lung linh trong ngày cưới với ly rượu tràn đầy hạnh phúc. Xin quý vị cổ vũ một tràng tay nữa cho tình yêu của các bạn mãi mãi bất diệt. Xin chúc mừng hạnh phúc của đôi bạn Bạch Thắng, Nguyễn Nhung. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày trọng đại đánh dấu một mốc son trong cuộc sống lứa đôi của hai bạn. Chúng tôi nghĩ rằng niềm vui của hai bạn sẽ được đong đầy hơn khi mà tất cả quý vị, những người thân yêu luôn đồng hành, cổ vũ và chứng giám cho hạnh phúc của các bạn đã thật đong đầy. Còn bây giờ, hai bạn của chúng ta, cô dâu chú rể sẽ đứng nguyên vị trí này đón nhận tình yêu thương của đại gia đình nhà trai và mẹ thân sinh chú rể. Bạch Thắng sẽ đại diện cho gia đình có những món quà ấm áp dành cho hai con trai và con dâu trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời mẹ Thanh đại diện cho gia đình nhà trai cũng như người đã thân sinh với chú rể sẽ trao quà hạnh phúc của cha mẹ tới hai con. Xin kính mời mẹ Thanh. Và dành cho các con những món quà ấm áp với vật chất vô cùng nhỏ bé nhưng lớn hơn đó là tình cha nghĩa mẹ. Xin được chúc cho hai con Mạnh Thắng và Nguyễn Nhung mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Thưa quý vị, vừa rồi là món quà đại diện của gia đình đã thay mặt cho tất cả những gia đình nhà trai dành tới đôi bạn của chúng ta Mạnh Thắng và Nguyễn Nhung những món quà ấm áp. Còn tất cả quý vị, sự hiện diện của quý vị, sự có mặt của quý vị đem đến rất nhiều niềm vui với cô dâu của chú rể. Và quý vị biết không, một món quà mà sẽ đem đến rất nhiều niềm vui trong ngày hôm nay với cô dâu chú rể. Món quà quý vị đang sẵn có, hãy cùng gửi tới cô dâu chú rể. Đó chính là một trái tay giòn giá nữa của quý vị. Chúc phúc cho đôi đường của chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, thay mặt cho hai bên gia đình cùng cô dâu chú rể, chúng tôi liên tục nói lời cảm ơn của gia đình cùng với đôi bạn tới tất cả quý vị đã vượt qua rất nhiều những điều kiện để đến đây đem tới hai bạn niềm vui hạnh phúc. Và bây giờ xin mời hai bạn an toàn, các bạn sẽ có thời gian thật nhiều để cùng di chuyển gần hơn tới tất cả quý vị bên dưới. Và xin mời quý vị chúng ta cùng mời nước mời chầu để cùng cảm nhận hạnh phúc đong đầy của hai bạn trong hôm nay.